người được. Sao hả? Sao lại tự nhiên xong mình lên rồi không được mà xong không được là sao? Dạ có nghĩa là bây giờ xong mình á thì người ta sẽ lúc nào người ta cũng khoe ra thì giống như giang hồ á. Dạ còn xong ông không ai mà đưa ra đó. Dạ nếu mà đưa chú kính không nghĩa xong mong là để mình lên coi thôi thì được. Dạ còn xong mà cái gì mà mọi người người ngoài thấy là không được. Nhưng xong mong á mà mấy gái nó cho phe người ta coi á muốn vậy thì em cho luôn. Người quan trọng dám không? Chắc dám à? Không ai thấy ngoài đi ra đường mà đưa cho mong. Mời em giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và xin chào quý vị khán giả và bạn Nam. Rồi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Khánh Đông. Em năm nay 24 tuổi. Quê gốc em ở Cần Thơ và hiện tại thì em đang sống ở Sài Gòn. Hiện tại thì em đang là giáo viên. Em giáo viên dạy cái gì em? Dạ em giáo viên dạy mầm non. Mầm non. Rồi mời bạn Nam. Kính chào quý vị khán giả của Gan Rét. Đen thế này mà chị chị. Bình tĩnh nào. Gần xa. Chào anh người đen, anh Cát Tường, bạn gái của chị. Vậy chị Cát Tường, chị Cát Tường. Chào bạn. Hơi bối rối chút xíu. Em hôm nay là 27 tuổi. Hiện tại là nhân viên phân phối xuất nhập khẩu trái cây ngoại nhập. Dạ, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở khu Đức. Quê đâu? Dạ, quê em ở khu Đức. Dạ, khu Đức. Kế bên quận 12, đó giáp ranh với Bình Dương. Là đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm khu vực nào? Đối diện em à. Em ở gần ngay ngã tư Bình Phước á. Là sao? Chỗ nào? Hiện tại em sống ở quận khu Đức. Bạn gái cười rồi kìa. Giận chi tí cho vui thôi. Khớp nhưng mà dễ thương lắm. Điểm mạnh điểm yếu của bạn đi, bạn làm luôn đi cho đỡ rung. Điểm mạnh là của em là ăn nhiều nói nhiều. Em ăn bằng cái khâu á. Khu cái máng chưa. Dạ. Nói thì em nói nhiều lắm. Cái hạn như là anh Nguyễn Linh rảnh thì nói chuyện với em cả ngày. Nhưng mà trừ khi là em đừng đói bụng quá được rồi. Điểm yếu của em là nhát gái. Với lại em ưa nói chuyện mà gung gung lắm. Với cà lâm hạn như bây giờ. Vậy là nãy giờ đang gung á phải không? Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em thì có một vài ưu điểm như là mọi người thường nhận xét em là dễ gần, dễ tính. Em thì biết hát, biết múa chút chút thôi, biết đọc rap, biết nấu ăn chút chút. Thôi bây giờ anh kia anh gung quá đâu, em đọc rap thử coi. Bữa giờ lên đây chưa ai đọc rap. Cô ơi cô từng đi lấy chồng, về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát. Cô nghe đó trời ơi, cô từng đi lấy chồng, để tôi ngồi buồn bên bề hát ly cây bông. Ơi họ là họ ơi, trăm đầm gì đẹp bằng sen. Em xinh đẹp không cần bằng khen, mới tí tuổi mà đã biết thẹn. Gồ bồ kết nên tóc em đen, dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Khoan, bông trắng là bông xanh nè. Chỉ cần ta cùng bên nhau và cùng chung một cơn mới chứ đừng bánh bồi. Bên lỡ để anh hỏi mà không hề mong chờ. Quá dữ. Sao bạn Nam, sao bạn Nam như bên kia được? Dạ dạ không, em mới đọc luôn. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ không luôn. Hay không? Em thấy hay không? Dạ quá hay luôn. Quá hay luôn. Mà ha. Này thiếu nhạc xíu nữa. Cái đó nãy giờ điểm mạnh không ha. Còn em có điểm yếu gì không? Nói cho bạn trai nghe luôn. Tính em vội vàng rồi hơi nóng tính xíu. Gọi là hậu đậu hay quên. Rồi nhút nhát nữa. Lúc âm nhạc đâu thấy nhút nhát đâu. Dạ âm nhạc thì bung lụa. Còn có nhiều cái ví dụ như sợ mấy con côn trùng như dáng nhọn kia. Tình trường thì sao? Tình trường thì em nó trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây một năm rồi. Chuyện như là không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được cái gì em? Tại vì lúc đầu em thấy ảnh cũng man lắm. Nói chung ủa là khúc sau hết man hả? Cái qua cái cử chỉ và hành động á thì hả em nghi là người này không có men. Dễ xứng dễ sợ dữ tính. Rồi đó là sao anh? Anh lên bên nãy giờ em check giùm em coi. Em khẳng định với cô ấy em là ai? Dạ em là nam 100%. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Có hai mối tình. Mà mối tình đầu thì em năm hồi 17 tuổi. Trời ơi sợ. Thứ hai em chia tay khoảng hơn một năm rồi. Đang tìm hiểu có trường hợp thì không có quen nhau. Có hung chưa? Dạ chưa có. Thiệt không? Dạ thiệt. Mối tình trước 17 tuổi có hung không? 17 tuổi thì có hung. Chắc kỳ vậy, 17 tuổi thì có hung mà bây giờ thì không hung. Hồi nhỏ sao vậy là... em thấy mấy người lớn á, người ta thấy người ta hung mà mình hung thấy hung theo. Người ta sao lúc lớn không hung? Thì lúc lớn rồi thấy đang quen thôi, chừng nào mà vợ em mới hung. Trời đất ơi. Còn yêu nhau cũng chưa hung luôn. Yêu nhau mà yêu quá thì chắc em làm liệu luôn. Rồi mẫu bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Cao khoảng chừng 1m55. Gọi là nước da mà ngâm ngâm.
tóc dài. Mua đen nha, thích truyền thống. Em thích một nửa, cái gì cũng nửa. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Ăn nhậu rồi hút thuốc. Dạ. Em có ăn nhậu hút thuốc nhiều không em? Dạ không. Xăm mình, ví dụ mà xăm mông thì được. Hả? Sao vậy? Tự nhiên xăm mình mà không được mà xăm mông được là sao? Hả? Dạ, có nghĩa là hay về xăm mình á, thì người ta sẽ lúc nào người ta cũng khoe ra thì giống như giang hồ quá. À. Dạ, còn xăm mông thì không ai mà đưa ra đó. Dạ, nếu mà đưa chỗ kính. Có nghĩa xăm mông là để mình em coi thôi thì được. Dạ. Còn xăm mà cái gì mà ngoài người ngoài thấy là không được. Nếu mà xăm mông á mà bạn gái nó cho phe người ta coi á, muốn vậy thì em cho luôn. Người quan trọng dám không? Chắc dám à. Không ai, em thấy không ai đi ra đường mà đưa cái mông ra. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị để kết hôn chưa? Dạ thì chuẩn bị về mà gọi là tinh thần rồi. Em và ba mẹ em thì gia đình thì được, ok. Rồi quan trọng là bạn gái chấp nhận em không thôi. Ủa em có bị gì không mà bạn gái không chấp nhận? Không có, sợ em không chuẩn men. Em chuẩn 100%, sợ người ta nghi ngờ mình phải khẳng định. Tại sao là mình sợ người ta nghi ngờ mình? Tại vì thấy bằng đồ thấy nó màu sắc quá. Mấy cái chị cho em chọn áo em nè. Em đem tới mấy cái áo? Ba cái áo. Áo màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Tôi tưởng ổng đem màu đen, màu xám, màu vàng. Mà mấy chị chương trình chọn cái màu vàng. Trời ơi. Tại chị dặn em là mặn đồ mà sáng sáng. Thì em vô em thấy thì nó là em vô thì sáng là màu trắng đó là sáng. Còn cái này là nổi. Dạ màu trắng thì nó em không thích màu trắng. À dạ. Em thích nhất màu gì? Dạ em thì thích thì dạng như là màu đỏ. Màu đỏ hợp với em. Mai mốt lấy vợ về rồi tiền ai quản lý? Thì vợ quản lý. Dạ ông Lý em có nhiều em đưa hết. Đưa hết luôn. Đưa hết luôn. Rồi tới hồi cần cái gì xin lại vậy? Không có gì, nếu mà em không ví dụ mà cho thì lấy, không cho là thôi. Rồi không cho tiền đâu xài. Khi mà em ví dụ giả sử trường hợp bị bể bánh xe ơi, thì em alo cho vợ. Nó nói em ơi anh bị bể bánh xe anh không có tiền. Vợ em ví dụ mà thấy vậy á phiền phức quá mốt đưa tiền em được rồi. Em muốn lấy mà có chuyện gì anh cũng kêu em hết trơn á, đúng không? Vậy đây là một cái sách hay á chứ. Được hay á, chịu anh rồi đó nha. Được, em có duyên lắm à. Lấy anh này về không sợ buồn đâu em ha. Được á. Rồi để anh coi bên thằng gái thế nào nha. Dạ anh chào anh Quỳnh Linh. Chào anh gái. Bây giờ em nghe anh bên đó anh nói chuyện thấy sao? Dạ vui, hài hước. Vấn đề làm dâu á sao em? Vấn đề làm dâu thì chị em thì ở riêng rồi, còn có mình em rồi, cho nên nếu mà em đi rồi ở nhà có mình ba mẹ. Tức là em đang ở với ba mẹ luôn? Dạ đúng. Nếu anh về nhà em ở luôn được không? Dạ được. Để anh hỏi dù ở rể có được không? Em gái bên đây cũng dễ thương lắm. Em ấy cũng muốn ở nhà chăm sóc bố mẹ. Rồi thí dụ bên kia đàn gái mà ta đặt vấn đề là bắt rể thì em nghĩ sao? Dạ thì bắt rể thì cũng được, nhưng mà đừng bắt em luôn được rồi. Ví dụ mà đừng phải cho em về, ví dụ mà hai vợ chồng về thăm ba với mẹ thì cho chứ. Dạ không có, em sợ nhiều khi rồi không cho về, ông không cho về nè, ông về là ông chết luôn. Em nó dứt bắt luôn rồi chết luôn á. Em hay khóc không? Nếu mà tùy theo trường hợp. Trường hợp nào em rơi nước mắt rồi? Trường hợp thì vậy chứ, như là người yêu mà chia tay á thì đó là mình rơi nước mắt á. Nhưng mà cái cảm giác đó em chưa bị à. Giờ hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba của em. À có ba theo hả? Xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Tôi là ba của Khánh Đông. Thì cái phần còn lại á thì để cho tôi nói quyết định. Còn về cái phần mà nhận xét á, con tin gì nè? Dạ con tên Tiền, Nguyễn Văn Tiền. À, Nguyễn Văn Tiền. Dạ. Hình dáng thì như là khỏe mạnh, chắc chắn, cao ráo, thì cũng đẹp trai đó, chững chạc, như là vui tính. Rồi điều đó thì chú cũng chịu rồi. Nhưng mà có vấn đề nãy vừa nói, vấn đề mà có bắt rẻ hay không á, thì chắc chắn là chú không để bắt luôn đâu. Vì Khánh Đông thì ở với chú, cô chú thì cũng gần 60 rồi. Dạ. Nhà thì rộng chứ không có hẹp đâu, ở quận 8. Thì có điều kiện mà hai đứa cho nhau cơ hội mà tiến tới hôn nhân á thì chắc lẽ ở với chú có được không? Đó là chú hỏi thẳng luôn. Cũng gần. Dạ, ở thành phố phương mấy quên nãy bố nói. Dạ con ở quận Thủ Đức. Thủ Đức là đâu? Cũng gần Thủ Đức. Dạ. Thì Thủ Đức là nói về là con giáp ranh Bình Thạnh, quận 9, Bình Dương, quận 12. Nói có người chị thì đã gã rồi. Dạ. Đã riêng rồi. Mình thấy nếu mà gã nữa đi nữa thì cô đơn lắm. Kể như bây giờ chú đồng ý rồi đó ha. Dạ. Thì giờ chờ chỉ trao quyền lại cho mấy đứa trao cơ hội thôi. Chú đồng ý nhiều khi bạn gái con ví dụ sau này vợ con thì không đồng ý cũng như không luôn.
Thì con gắng thuyết phục mà chắc được nghe lời chú mà không sao đâu rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Rồi. Em đi với ai? Những ba bạn đồng nghiệp của em. Dạ, chị họ em nhưng mà khác họ. Dạ. Dạ, em kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị làm chung công ty với em Tiền. Thì em gái này rất là dễ thương. Theo mà kinh nghiệm mà với em Tiền bao nhiêu năm á, thì em gái này cũng nằm ở trong danh sách một số bạn gái mà Tiền đưa ra tiêu điểm. Chị cũng mong là hai đứa em là có cơ hội để tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ kéo màn lên ha. Dùng thấy cái vụ mà thứ bảy nhật cho về không đó nha. Kéo rồi. Màn lên. Mời bạn. Dạ, anh chào anh. Hồi nãy anh có nói với em, anh chưa có nói là có khuyết điểm. Bạn nhắc anh tặng quà kia. Anh có món quà gửi em. Nói hiện tại là công việc của anh đang làm. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn anh. Thì em gửi em. Cảm ơn em. Dạ. Chắc là trái cây rồi ha. Dạ. Cho em gửi anh trái cây là cái gì đây? Dạ thì cái gì đó chứ anh đưa lên mở rồi biết. Còn mấy kia cho ai? Dạ mấy kia là cho mấy bạn ở dưới quay phim. À dạ, dạ. Dạ. Có quà quay phim nữa. Không cho mấy quay phim là đâu có cái vỏ xin gì đâu. Dạ. Bắt đầu anh có nhận xét gì vậy em? Nói chung là hơn những gì anh mong đợi, đẹp gái mà anh thấy anh giống như là anh nãy anh nói chưa nói hết điểm anh á là anh xấu trai. Nhưng mà anh thấy anh giống như là Ngu Mà Dương đi công chúa quá. Không, anh nhìn anh cũng được mà. Làm gì tệ Ngu Mà Dương vậy? Ngu Mà Dương đẹp là... trai mà. Sao không tự tin gì vậy? Bác trai khen đẹp mà. Ngu Mà Dương đi công chúa nhưng mà hai vợ chồng đó anh. Hay không? Đẹp trai. Để cho anh thoải mái xíu em chỉ anh một đoạn rap á. Em một hát đoạn rồi, rap đi bây giờ, thử một câu. Anh có nói anh không biết rap, không biết hát gì giờ anh biết múa minh họa không? Nát dở lắm. Vậy anh diễn đi. Thôi để anh cố gắng để anh hát cho em nghe mà em đừng có chê dở nha. Khi em ngồi bên bao nhiêu buồn phiền xong anh biến tan. Nè. Tiếp đi. Tự tin lên nào, tiếp đi. Em như ánh sáng sao cho đường tình anh không sai lỗi. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời, yêu không hoang thang. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vui vơ gần hàng xin em bỏ qua. Sao mà anh buồn quá giờ? Anh hát bài yêu mà sao mà anh buồn quá giờ? Mà anh có đôi mắt vui chứ. Mặt anh buồn là anh căng thẳng á. Thôi vậy giờ anh hát tặng anh nha. Em chỉ cần một người xin em đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. Cổ muốn là nếu người chồng cổ thì hôn cổ mỗi ngày được không? Được không? Vẫn đi ăn luôn. Ăn là sở trường anh mà. Anh đã nói chuyện mà hôn mỗi ngày kìa. Hôn mà cũng được. Anh thương là anh hôn hết. Em thích trai hay gái em? Nói chung trai gái sao cũng được. Con chồng là dạy nó được không? Em là giáo viên em phải dạy nó được rồi. Lỡ như mình dạy con ta được, còn con mình dạy không được sao? Không có, anh có cách trị hết. Không nghe lời là anh không cho ăn trái cây. Trời giống em đó. Ví dụ mà hai đứa mình tiến xa, em muốn ở đâu? Ba nói rồi, bắt rễ đó. Không, tại nãy em nói nhỏ anh không nghe rõ. Quận 8. Quận 8 là đường nào em? Quận 8 đường Dương Bá Kẹt. Rồi, đó. Ngay cầu Nguyễn Văn Cừ đó. Anh ở Thủ Đức hả? Anh ở Thủ Đức. Được rồi em. Em có những khuyết điểm vậy á, nãy á, rồi anh có chấp nhận được không? Tướng anh về chứng men chắc được, anh chấp nhận được hết á. Cái quan trọng là em có một điểm mà tốt là được rồi. Show ca gì anh chấp nhận được hết. Em thấy anh bị chuẩn men thiệt á. Quen nhau mà có cái gì đó khó khăn á, anh có cùng em vượt qua những cái khó khăn trong tình cảm không? À. Anh sẽ vượt hết em. Người ta nói cái câu như thế này rằng đường đi tuy khó, không khó. Khó ở chỗ là ngăn sông cách núi mà... Không nhưng mà anh sẽ nói chuyện ra là xuất phát từ trái tim của anh mà cho em biết. Và anh hy vọng anh và em sẽ cùng đập trái tim với nhau.
biến trái tim trên màn hình đó thành một trái tim màu của tình yêu. Anh nghĩ rằng khoảnh khắc này là thật tuyệt vời. Khi chúng ta về già, ngày nói con cháu chúng ta biết rằng ngày xưa ông và bà đã quen nhau như thế này và hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Và nắm tay nhau thật chặt nha em. Hấp không em? Hay quá. Hay quá. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa sao bấm nha. Rồi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Một cái hôn đầu tiên. Em nghĩ nếu tìm hiểu mà thấy hợp ý thì 3 đến 6 tháng như thế nào đó. 3 đến 6 tháng. Được chị Cát Tường ơi. Chúng tôi luôn luôn mong muốn cái hình ảnh hai trái tim màu đỏ chạm nhau đó quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm nụ hôn cho cặp đôi thứ hai. Thảo Mai, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ, bạn hãy giới thiệu về mình. Em tên là Lê Thủy Tiên. Em năm nay 29 tuổi. Và em quê ở Bạc Liêu. Đang làm việc ở thành phố Cần Thơ. Và em làm nhân viên văn phòng. Và có đi dạy Anh Văn ở các trung tâm. Em làm ở trường cao đẳng Cần Thơ. À, là từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu là em là Huỳnh Nhân Nghĩa. Quê ở Cà Mau nhưng làm việc ở tại tỉnh Bạc Liêu. Ủa gì cơ? Chỗ làm việc của em là Sở Học Công Nghệ tỉnh Bạc Liêu. Người Bạc Liêu thì làm việc Cần Thơ. Người Cà Mau xuống Bạc Liêu làm việc. Giờ hai người hẹn hò thành phố Hồ Chí Minh. Chàng trai cũng sáng sủa, sạch sẽ. Tại sao lại ế? Cái quan niệm của em á, anh Linh, cái người đàn ông là phải lớn tuổi mới chỉnh chạc mới cưới vợ. Mà em thấy em lớn rồi, em thấy em éo luôn. Nếu mà vừa ý thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Em thì tuổi cũng lập gia đình được rồi. Em nghĩ nếu tìm hiểu mà thấy hợp ý thì thời gian không quan trọng. Có thể 3 đến 6 tháng hay thế nào đó. 3 đến 6 tháng? Nếu mà thấy hợp á. 3 đến 6 tháng bạn chuẩn bị kịp không bạn nam? Được chị Cát Tường ơi. Rồi ok. Anh chuẩn bị được gì rồi anh? Chuẩn bị về tinh thần là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kinh phí sẽ chuẩn bị đám cưới. Cặp giờ lấy này. Nhau về ở Bạc Liêu hả? Ở Cà Mau. Cái môi trường ở đâu thì mình thích hợp thì mình sống ở đó. Cái đó mình sắp xếp sao anh Linh? Ý em thì muốn lập nghiệp ở Cần Thơ. Về quê hương thì chắc cũng không thành vấn đề ạ. Nhưng bây giờ hẹn hò sao ta? Bao lâu mình gặp nhau được lần bạn? Thì một tuần em lên lần. Coi như mình hết cái chuyện hành chính của mình rồi mình lên. Đúng rồi, vậy được rồi. Rồi hợp lý. Bạn có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho bạn trai nghe luôn. Làm việc rồi rất là nhiệt tình, vui vẻ, biết nấu ăn, thích trang hoàng, trang trí nhà cửa. Là một người phụ nữ của gia đình. Rồi. Dạ. Điểm yếu của em thì là em hơi dễ giận, năn nỉ. Nhưng mà nếu mà chân thật, thật tình với em thì là có thể là em không có để bụng. Rồi. Bạn trai. Điểm mạnh của em là rất là năng động, có chí cầu tiến. Còn cái điểm yếu của em là em hơi nóng tính chút xíu. Tự nhiên nói tới cái điểm yếu, cái nó nhỏ xuống à. Bây giờ bạn nữ muốn tìm một mẫu người chồng tương lai như thế nào? Là một người bản lĩnh, chững chạc, chín chắn, tâm lý. Rồi biết chia sẻ, yêu thương, chăm sóc gia đình. Phải cao nữa chị. Cao bao nhiêu? 1m7. Bạn trai cao bao nhiêu vậy? Em 7m3 chị Cát Tường ơi. Bo cho em thêm 3 phần. Bạn nhắm bạn đạt được bao nhiêu phần trăm? Đạt hết á, anh thấy này đạt hết á. Đạt hết? Có nổ quá rồi. Không có nổ, trời ơi còn hơn nữa. Rồi điểm gì bạn không thích ở người bạn nam, bạn trai? Nói nhiều, nổ quá chị. Rồi xong. Nổ là sao? Nói về bản thân mình mà nói lố. Lố á. Đôi khi người ta cũng phải khoa trương tí xíu chứ. Tôi coi nhìn cái tôi biết có nổ hay không liền à. Trời ơi. Chị Cát Tường đẹp quá. Cái này là dép hay dài? Cái này vừa dài mà vừa dép luôn chị. Tại vì mang cái này cho nó cái gót cho nó thoáng chút khi mưa. Rồi hồi nãy bạn nói là bạn chuẩn bị hết trơn hết trọi luôn. Kinh phí có sẵn là có được bao nhiêu? Cả 100 mấy triệu. Được ha. Dạ. Nếu bây giờ bạn gái thôi tính nói cho mượn tiền kỳ quá. Cho mượn em thì em cũng cho mượn luôn. Dạ giờ em cho mượn liền cũng được. Rồi làm quá tôi sợ không? Không làm quá. Rồi thiệt luôn kìa. Nghe công tử Bạc Liêu chưa?
Trời ơi, có tiền nhiều lắm á. Trời ơi, dữ. Nói sao có sao nói vậy chứ mình không hề nổ phải không? Dạ, mình em không có nổ. Bạn gái rất hay giận. Vậy ví dụ bây giờ bạn gái giận em năn nỉ như thế nào? Em có cái chiêu của em. Chiêu gì? Nói gì cho một chút cười hơi tiếu tiếu chút vậy đó. Cái em nói thôi vậy đi ăn với anh hoặc là đi siêu thị hoặc là mua quà. Thôi cái vế sau là được rồi đó. Còn cái nữa mà em chưa biết nữa. Bạn gái mà giận hả? Cho bạn gái hát cho bạn gái thôi. Bây giờ giả tỷ bạn gái đang giận hát thử rồi. Như chim phiêu bạc phương trời, mai anh về ghé xuân cổ đô, đăng trời ngợi lên sắc thắm, gió xuân mơ màng đầy đưa mấy cành đào tươi, nắng xuân là đà rụng trên bờ dài mái tóc, dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Vô em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mướn đó đào kia để tương tư hình bông, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Đó giờ tôi mới thấy cái giọng ca ngọt ngào, giọng cổ lên chương trình mà muốn hẹn hò đó. Dạ, em cảm ơn chị. Được cưng, hay không, hay không? Rồi đến Hoàng coi tình hình sắc đàn gái sao ha. Ồ, chào em. Dạ. Nãy nghe ảnh hát cải lương có xào xuyến có gì không? Dạ có anh. Có biết cải lương không? Dạ biết. Lên câu giọng cổ cho anh nghe anh giật mình cái coi. Bạn nam song ca với em được không ạ? Song ca để hồi đi. Hát bài gì vậy? Bài gì? Em hát bài Chợ Mới. Dạ. Em thuộc Chợ Mới không? Em đáp ứng luôn. Rồi. Rồi, trời ơi, xuất sắc luôn. Thôi vậy ổn rồi đó. Rồi. Em có đi với người thân không? Cũng được. Rồi, em đi với ai? Em đi với Út thôi. Út ơi, Út thấy sao Út? Thì Út thấy bạn nam ở đây cũng được, cũng vui vẻ, sáng sủa. Còn chọn hay không thì còn tùy vào cảm xúc của con. Mà Út thấy thì Út ok. Út là chịu rồi đó. Rồi em đi với anh trai. Em đi với người chị của em. Rồi. Em gái bên đây thì cũng được, cũng sáng sủa. Thì theo gia đình á, kiếm được dâu là chung thủy. Dạ. Với lâu dài, tại vì đứa nào cũng lớn tuổi hết rồi. Rồi đúng rồi. Cảm ơn. Hai bên gặp nhau vừa mở màn lên là lên coi vòng cổ liền nha. Đừng nói lối, vô cái vòng cổ liền ha. Em quên cái chữ đầu rồi. Trời ơi. Em nhắc chữ đầu ơi em gái. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi. Nào, kéo màn. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo: thằng Tâm có tánh cọc cằn, sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp, nên ba cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu chân. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn thật là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua giam hội, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Khi có lệnh tòng quân. Sao anh không cho em biết? Anh chỉ sợ cái tiếng lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ sợ buồn cho người đi kẻ ở. Hai người về nước kẹt quá, lập đoàn cải lương đi hát. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em dễ thương, hình dáng thì cũng mảnh mai, cười có duyên, mặt có hậu. Trời ơi. Nãy giờ tôi ngồi bảo là tôi chưa nhìn ra, mà nhìn cái ra liền vậy đó. Quan trọng là tại vì em biết nhìn người lắm. Dạ, cái tướng đi và mặt mày sao em nhìn là mối. Bạn đứng lên, bạn đứng lên vòng. Hồi đó giờ toàn bạn trai đứng, bạn gái coi, bên đây mình ngược lại rồi. Coi tướng chứ chị. Không, rồi, sao tướng, tướng rất là tốt chị. Đẻ hai đứa hả? Em vợ giùm tướng chị còn đẻ được đứa nào nữa không? Còn chị, còn cả một đứa nữa. Vậy cảm ơn em nha. Rồi anh có, em có nhận xét gì anh đó? Ấn tượng ban đầu là
có cảm mến. Có cảm xúc không? Dạ. Anh cũng ấn tượng ban đầu đối với em như vậy. Dạ. Anh có vợ thì tiền ai giữ anh? Tất nhiên là tiền cho vợ, vợ phải giữ. Có một chút gì để giao lưu với bạn bè. Dạ. Để cho anh. Bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như 10 thì em 7 anh 3 thôi. Theo như chị đó, giờ chị tư vấn cho mấy bạn nữ là 82. Tại vì á, em chỉ có đi giao thiệp, còn nữ người ta lo hết mọi thứ rồi. Dạ, để dành đúng nào, ốm đau bệnh hoạn nhà nữa. 82 triệu trời, nó lại 64 thôi em. Phải trả giá chút phải. Nhưng mà 82 là hợp lý. Nhưng mà có 10 ngàn chút xíu cũng không có sao nên... Tiền bạc bạn vợ giữ đúng không? Rồi con ai giữ? Em giữ. Thôi, đừng có nổ nha. Dạ, thì con em giữ chứ em không lẽ để cho anh Linh giữ. Lành quá. Mình lanh nhưng mà mình lanh phải đúng. Chứ mình lanh mà mình lanh sai á là cái đó người ta bẻ ba. Lanh chanh. Lách chách cái kiểu đúng như rồi. Là lanh mà... này là lanh lợi. Dạ đúng rồi. Thường thì ở nhà khi mà anh lập gia đình thì anh có chia sẻ những công việc gì với vợ không? Có, anh là đa nghệ thuật, nấu ăn rất là ngon. Cái tính anh rất là kỹ lưỡng. Từ công việc cho đến sinh hoạt, gia đình đầu này nọ phải kỹ lưỡng. Quần áo đâu đó phải thẳng băng cho anh. Vậy là ông gọi là đa nghệ thuật. Anh đi lên mạng gì? Anh đi xe. Rồi chút về dưới luôn hả? Dạ. Mời dì với em là đi về chung với anh được không? Dì em á. Dì ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy mừng con mừng hơn. Vậy là em về phòng mình. Dạ. Vậy xin dì đi. Vì bữa nay chương trình bạn muốn hẹn hò thì nói chung được gặp dì, con xin phép là cho em ở đây về chung với con rồi tới Cần Thơ rồi cho em xuống. Tới Cần Thơ là cho em xuống. Vậy quê ở Cần Thơ mà anh nên. Trời tự nhiên chở Cần Thơ bỏ xuống vậy thôi à. Đưa em xuống dạ, nhà vậy. Đưa em vào nhà. Chị đồng ý đưa cho Tiên đi tới nơi và tới chốn là được rồi. Dạ. Cảm ơn chị nhé. Rồi. Như bữa nay ngày tốt của em. Tốt đi có bao ngày nè. Dạ. Thôi được rồi, để coi tao có bấm nút không cái nữa nha. Rồi, chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Trời ơi, sao tôi hồi hộp quá. Tôi tưởng không đĩa, không chân được chứ. Không có nãy chuối là cái kia không lên rồi. Sao chậm vậy bạn? Em nhấn không vô. Thấy chưa? Thay đi. Đã đồng ý bấm nút là phải chấp nhận hôn với nhau. Trời ơi, ông nóng này, ông ghi bên đây lại, bên đây ông hịch vô nữa. Trời ơi, ông này ông ghê lắm. Gửi những chiếc... Em giờ mà chắc là chưa có một mối tình nào chính thức ạ. Bởi vì 28, 29, 30 tuổi này em mới bắt đầu đi cửa rút người ta. Đi cửa rút người ta hả? Thính anh cỡ đó mà đang, từ trước tới giờ không thấy anh bảo là không ai dính anh được nhờ. Chắc là anh nghĩ là anh để chờ em đấy nên mới chờ tới hôm nay đấy. Chứ không có ai dính thính. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào ông Tơ, anh Quyền Linh và bà Nguyệt, chị Hồng Vân. Chào em. Và chào quý vị khán giả với lại những người làm chương trình và bạn gái ở bên kia. Em tên là Nguyễn Xuân Anh, em năm nay 30 tuổi, em đến từ quê hương Hà Tĩnh, Bình Thương ạ. Hiện tại công việc của em là làm bên ngành cơ khí, bên bảng hiệu và hộp đèn quảng cáo. Xuân Anh làm cơ khí, hộp đèn quảng cáo. Dạ. Nhưng mà làm ở đâu? Em làm việc ở Bình Dương anh. Bình Dương hả? Dạ. Rồi mời nhà gái. Rồi mình giới thiệu một chút về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, em chào khán giả trong trường quay, em chào bạn trai bên bức tường bên kia. Em xin giới thiệu là em tên Phạm Thị Thu, năm nay 29 tuổi, quê quán ở Quảng Ngãi, hiện tại em đang làm việc ở Tân Uyên, Bình Dương. Em làm nghề gì? Em làm nhân viên văn phòng, công ty em kinh doanh bên mảng sắt thép. Vậy là hai bạn gần nhau đó. Hỏi thăm coi Bình Dương dạ. Chỗ nào? Em ở Bình Dương ở chỗ nào em? Dạ em ở Tân Uyên, ở ngay chỗ chợ Phú Chánh anh. À anh chỗ ở... đấy anh không biết nhưng mà anh ở biết mỗi có Thuận An không ạ? Anh ít đi khỏi Bình Dương lắm nên dạ, nếu mà quen được em rồi anh sẽ biết nhiều hơn nữa. Dạ lúc trước em cũng có sống ở dưới Thuận An mấy năm anh ạ. Anh ở chỗ nào mình ở Thuận An anh? Ở Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương ạ. Dạ, em cũng ở ngay chỗ chợ nhỏ anh.
À, vậy thì mình khả năng gặp nhau nhiều dạ, với em. Nhiều khi anh đi qua nhỏ nhỏ nào đó anh gặp em mà anh lại không biết hết rồi. Chứ em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, em có điểm mạnh là vui vẻ hòa đồng, mình không hút thuốc lá, rồi không chơi các thứ nó ảnh hưởng tới sức khỏe này, tinh thần rồi vật chất tốt. Có khuyết điểm gì không? Nếu như mà ví dụ như đang làm việc mà đang cắt tỉa rau mà ai hối nói làm nhanh nhanh thì có đồ ăn, hay là em hay bị rối nên hay chảy máu. Hối là rối luôn hả? Dạ đúng rồi. Vậy lúc em mà nhuộm tóc này có ai hối em không? Em quyết tâm là do em cái phong thủy anh. Phong thủy gì? Anh thấy tóc vậy sao tự nhiên hối quá rối, sao làm luôn đây luôn vậy? Em nghĩ là cái này nó phong thủy với em nên em quyết phong tâm lên đây sao? Thì nó mang lại may mắn cho em à anh. May mắn thì tóc màu vàng được rồi, mắt mới luôn cái lông mày màu vàng nữa. Dạ thì... Ủa là sao? Và bạn vàng từ ở trên khúc, trên vàng khè. Vậy á hả? Ừ. Ủa, nhuộm tóc vàng là bình thường. Chị coi nha. Đó là phong thủy. Nhưng mà luôn nhuộm cái chân mày màu vàng luôn, nhìn nó lạ. Kìa. Dạ chào chị ạ. Đâu có đâu, chân mày được nhuộm luôn hả cưng? Dạ nó có xíu gì ạ? Vậy á hả? Nó kiểu giống như kiểu có đồng bòn luôn hả anh? Nó có tóc rồi có chân mày luôn đó, giống kiểu đồng bò này anh. Vậy thôi tao mặc đồ vàng khè luôn đi cho nó phong thủy đẹp luôn. Bây giờ mình nói một chút về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Dạ em thì có điểm mạnh là em con người sống rất là tâm lý, là hay vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em có một cái chịu đựng rất là giỏi. Chịu đựng giỏi. Dạ. Phụ nữ mà chịu đựng giỏi là coi như cũng thiệt thòi nhiều lắm á. Dạ đúng rồi chị, em thấy em thiệt thòi nhiều. Thiệt thòi nhiều. Dạ. Ở điểm chưa mạnh dạ. của mình. Nhược điểm của em á là cái tính em hay thích suy nghĩ. Cả nghĩ không? Suy nghĩ khác cả nghĩ nha, suy nghĩ thì bình thường. Ví dụ như em hay suy nghĩ những cái chuyện trong ngày em nói chuyện cái gì đó, xong tối về em cứ hay nằm suy nghĩ lại cái ngày đó em nói chuyện cái gì, có gì có lỗi hay là mình nói gì quá không á. Dạ, với lại em con gái nhưng mà về mặt trang điểm là em chịu thua. Không biết cách trang điểm đúng dạ, không? Dạ, em không biết có make up. Em ví dụ em đi tiệc này kia, em ra quán em bị người ta make up giùm thôi. Dạ. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình đầu của em thì được 5 năm. Em với anh ấy chia tay vì một lý do là gia đình coi thì không hợp tuổi nên cưới về là xin ly tử biệt này kia. Cho nên là anh ấy cũng không có dám nói là chia tay với em. Em là người giải quyết cái mối quan hệ đó để cho cả hai được thoải mái ha. Thoải mái gia đình cũng nhẹ nhàng. Dạ. Rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được 8 tháng. Chia tay bao lâu rồi? Em chia tay cũng cách đây cũng 1 năm rồi. 1 năm rồi, dạ. Lý do chia tay? Em phát hiện ra là anh ấy đã có gia đình. Dạ. Rồi, kiên quyết luôn. Giờ dạ. phải chia tay rồi. Đúng rồi, thì kiên quyết luôn đó. Gia đình phải chia tay rồi. Rồi, hai mối tình, bạn trai mấy mối? Dạ thì em giờ mà chắc là chưa có một mối tình nào chính thức ạ. Bởi vì thời đi học thì em có từng được người ta thích nhưng mà em không có biết thích lại. Xong rồi lớn lên đi làm người ta cũng có thích em nhưng mà em không kiểu thích lại. Mà tầm 28, 29, 30 tuổi này em mới bắt đầu đi cờ rút người ta. Đi cờ rút người ta là kiểu em yêu đơn phương á. Yêu đơn phương hả? Dạ. Nhưng mà em có bao giờ em biết tán gái không? Dạ thì em thả thính cũng quá trời nhưng mà lại cũng không có ai dính. Thả thính nhưng phải thả thính đúng. Thì đúng em bài cũng bản của có đó. Đi từng bước mà như là quan tâm rồi lắng nghe rồi chia sẻ rồi khen rồi các thứ mà. Quan tâm lắng nghe chia sẻ rồi khen nữa hả? Các thứ rồi mà chưa được rồi thấu hiểu luôn rồi hết. Kỳ vậy ta. Chắc là do thính ảnh không đủ độc á anh. Dạ không biết nữa. Bây giờ em muốn có một mối tình với một cái mẫu người lý tưởng thế nào? Bạn gái của em thì cùng em cũng không có yêu cầu về ngoại hình, nghĩa là tính cách vui vẻ hòa đồng rồi biết làm những việc nhà các thứ là được. Rồi. Mời nhà gái cho chúng tôi biết tiêu chuẩn lựa chọn người yêu thế nào. Mẫu người của em là không có gia trưởng, công việc ổn định, có lập trường của mình, mẫu giống anh Quyền Linh thì còn tốt. Mẫu giống anh còn tốt hả? Ví dụ mà không trai hơn á. Ví dụ mà không giống miếng nào thì có được không? Dạ không giống cũng được nhưng mà quan trọng là phải có lập trường của mình. Đúng rồi, lập trường rất quan trọng, chứng kiến ha.
Dạ em chào anh. Gái, cảm ơn em lấy anh làm ra hình mẫu. Dạ. Anh hơi mập đó nha. Dạ em thích người mập mập vậy đó. Hay dạ. Gái nào mập mập lên chút nha. Dạ. Chắc là em tuyệt quá. Em có thích người nhuộm tóc không? Dạ đàn ông nhộm, mà nhuộm tóc á. Nhuộm hay không nhuộm đó em, bình thường tại em cũng nhuộm mà. Nhuộm chân mày luôn rồi được không? Chân mày mà cảm nhuộm thấy luôn á, chung với màu tóc luôn á. Nếu mà anh thấy cảm thấy hợp gu thì anh cứ làm. Nhưng mà anh thấy vàng vàng đây nó cũng không hơi hay, nên về thay đổi đi cho nó bay đi bớt đi nha. Dạ. Trời ơi, hổm nó chắc nhuộm đậm lắm, nay bay bớt rồi nè. Thôi, bây giờ em đi với ai nè em gái? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp và bạn của em. Em chào hai MC và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em là Thương, bạn của Thu ạ. Tính cách của Thu thì rất là vui vẻ, hòa đồng. Và đặc biệt là Thu là người có ý chí, rất là cầu tiến. Còn mình thấy là cái bạn nam bên này thì có lối sống rất là lành mạnh, nên mình nghĩ là hai bạn cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn bạn. Em đi với ai em trai? Dạ, em đi với những người đồng nghiệp và em gái họ. Rồi, mời anh nhà gái, đó là anh nhà trai. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là đồng nghiệp của Xuân Anh. Thì Xuân Anh trong công việc thì làm rất là tốt, tính tình thì vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em cũng mong là hai em nên trao nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn góp ý của hai bên, hai họ ha. Bây giờ mở cho rào. Hai trẻ gặp nhau cho đi. Hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Cố gắng lên nha Xuân Anh. Bắt đầu. Chào em. Nhìn em như thấy mặt trời thì khó cho chàng khó nói, trao lời khó chào anh. Phụ nữ hiện đại nên anh nghĩ là không ai làm đẹp, nên anh có hộp mỹ phẩm tặng em quà ra mặt. Dạ em cảm ơn. Cái gì vậy cưng, tặng cái gì vậy? Cái hộp mỹ phẩm sữa rửa mặt thôi em. À dạ rồi em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây là hải sản của vùng biển của em. Đó là được sự tài trợ của chị gái em. Chị ấy kèm theo một lời là chị chuẩn bị quà em mà nhớ rách em rẽ về. Còn nếu mà không dắt được hết thì cô đi luôn đi, cô đừng có về. Cái này anh rồi. Xin cảm ơn anh xin nhận. Rồi còn món quà này là em không biết anh ốm mập cỡ nào nên em chọn đại. Em không biết là anh mặc vừa hay không. Nếu mà anh mặc vừa thì anh mặc trong buổi hẹn hò. Còn nếu mà anh mặc không vừa thì có thể về để gấu đầu được, nhớ em được. Anh cảm ơn nha. Dạ. À, em cũng có một món quà muốn tặng tới ông Mai bà Mai luôn. Ồ, có quà. Em có miếng trầu mời ông Mai. Trời, có trầu nữa hả? Thì mời anh ăn miếng trầu. Lần đầu tiên tôi biết ăn trầu luôn á. Say đó nha Linh nha, một mình tôi không có dẫn nổi đâu ha. Kệ nó chơi luôn. Em có mời chị. Rồi, chị nhận. Trời ơi. Cái này là giống như là mang trầu mang câu đến. Nhận trầu cao. Đó hỏi luôn mời rồi đó. Em ăn con nó làm sao? Mời em ăn miếng trầu xanh mà không ăn cầm lấy cho anh bằng lòng. Thế. Đó rất là văn thơ đó. Thính anh cỡ đó mà rằng, từ trước tới giờ không thấy anh bảo là không ai dính anh được nhờ. Chắc là anh nghĩ là anh để chờ em đấy nên mới chờ tới hôm nay đấy. Vậy chứ hả? Không có ai diễn thính. Tôi nhận cầu cao rồi đó nha. Rồi ngồi đây đi cơ. Làm gì làm nha. Rồi. Ông Linh không được say nghe. Ăn trầu là say em đó. Em vào Bình Dương làm việc lâu chưa em? Em vô đây cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi. Dạ. Là mình có hay về quê không? Một năm em về tầm 2-3 lần rồi đó. Nói chung có dịp thì em về. Gần mà cũng gần đúng không? Về Quảng Ngãi. Nhưng mà em tính mà ví dụ như mình có tiến tới hôn nhân sớm, ví dụ như mình có vội lấy chồng không? Ba mẹ có hối lấy chồng chưa? Gia đình em thì không có hối, khi nào muốn có chồng thì dẫn tự dẫn về. Anh bây giờ ba mẹ hối quá trời luôn rồi. Nhiều khi gọi điện về ở quê mà ba mẹ hối quá mà không dám nói chuyện nhiều luôn, bởi vì không có ai để dắt về. 30 tuổi rồi mà giờ bạn bè con cái nó bừ hết rồi ấy. Mà anh bây giờ chưa có nên ba mẹ hối nên cũng muốn mình cho nhau cơ hội. Dạ, nói chung thì em thì nhà không hối nhưng mà bạn bè với người thân hay hối lắm. Sinh nhật em á, mấy người cứ chúc ở mau chóng lại đi. Chờ em quạo nha. Chóng lại là gì? Lấy chồng á anh. Em nghĩ tình cảm vợ chồng nó sẽ như thế nào? Hai vợ chồng phải có sự nhường nhịn nhau, bớt đi cái tôi của mình lại. Nói chung anh có nhiều tật xấu lắm á. Tật xấu anh có thể về đời của em thì em có thể điều chỉnh được. Nói chung là bây giờ cuộc sống khi mà yêu thì nó là màu hồng. Nhưng mà khi cưới là chuyện hôn nhân nó là cả một vấn đề.
nó không phải là màu hồng nữa, mà nó pha rất là nhiều nó màu nhiều trong màu đó. Này đúng không, nó đa màu đúng rồi. Cho nên là quan trọng là mình phải có lập trường của mình và mình có suy nghĩ của mình, chia sẻ với vợ của mình. Đi làm về thì mình phụ vợ nấu cơm, hai vợ chồng nấu cơm rất là hạnh phúc mà. À đúng, đúng rồi, không? Anh cũng thích kiểu đấy đấy. Dạ. Nói chung cùng nhau nấu cơm thì hai đứa coi như nó gặp một cái là nó giống như là từ kiếp trước á, nó tiền định rồi đó. Nói mà không ngơi nghỉ luôn, nhưng mà giờ chưa nói cảm nhận là ví dụ như hai đứa gặp nhau là có đúng như em là cái gu của mình không? Anh thế nào? Em thấy anh thì cũng được, đẹp trai, đầu tóc thì hay hơi vàng tí. Mà về không biết về mà lỡ về Quảng Ngãi em thì cái nắng của Quảng Ngãi nó còn cháy hơn đó nữa. Hà Tĩnh quê anh cũng nắng mà, nó nắng lắm ạ. Dạ. Anh thì nắng anh không sợ, mà mưa gió anh không sợ, anh chỉ sợ thứ khác với nắng đôi thời tiết đâu sao sợ vắng đêm thôi đúng không? Tôi thấy bây giờ là đến màn ca hát rồi, tại vì tôi thấy bạn này nè thả thính rất là chuyên nghiệp nha, điêu luyện lắm rồi. Câu nào có thể thả hãy được biết hát không nè? Cho anh mượn cái tay của em được không ạ? Thì có cam có quất có đào mà có thêm em nữa thì ngọt ngào cả lắm. Thấy chưa? Em có muốn nghe bài hát về Hà Tĩnh không? Anh người Hà Tĩnh, anh hát bài Hà Tĩnh cho em nghe nha. Nghe xong rồi em muốn về thì em về luôn nha. Theo anh về Hà Tĩnh đi em, tuy có xa chứ em sẽ nhớ. Nghe mênh mang thiên cầm êm sông vỗ, giang tay chào cửa xót reo vui. Đi bên nhau giá xuân thành xuân hải xôn xao. Xanh mây trời dòng nước sông là trong tiếng ca gió xuân hướng tịch. Lao sao vi vu đổi thông gió hạt, trên du thuyền trai tiểu nên thơ. Chưa biết cú đơ là chưa về Hà Tĩnh. Cú đơ là chưa về Hà Tĩnh. Má tay em mềm mại quá hả? Anh chơi muốn nằm ấm muốn buông luôn. Nằm luôn là không muốn buông rồi. Bạn gái hát bài nào tặng bạn trai đi. Em thì em hay hát, nhưng mà bài thì em không có nhớ hết, nên em chỉ hát tặng anh một đoạn thôi. Anh nghe. Anh đem trao cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đêm hoa về giữ trong hồng, mong sao hoa không phai sắc hương. Những sao hoa kia mau phai tàn, rụng tà tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim rạn vỡ, nỗi đau làm nhòa nhòa màu trời sương khói. Rồi, được rồi đó. Bây giờ thế này nè, hồi nãy có trầu cao đi luôn, có hoa hồng đi luôn. Bạn trai cầm cái này và hãy nói những gì ngọt ngào nhất có thể cầu hôn bạn gái. Mời em ăn miếng trầu xanh, không ăn cầm lại cho anh bằng lòng. Đây là cái nó hơi bị héo nhưng mà anh cũng có chuẩn bị. Rồi cái này em cảm ơn nó nắng, chân thành của đi anh đường tại vì em là em không biết ăn trầu nên em vẫn cứ nhận của anh. Thôi, nó nhận rồi, ngồi nào. Đây. Detox không khí từ trong ra ngoài. Để tay vào nút bấm, chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Rồi đếm luôn nè. Bên tay trái. 2 nè. 3. Hết thời gian. Chúng ta đã bấm nút. Chúc mừng các bạn. Nào, hãy nắm tay nhau đi. Hãy nắm tay chứ không phải bắt tay. Đẹp đôi lắm đó. Rồi hai con xin bên. Hứa hai bác với gia đình làm gì đây, nhìn đây nè. Hai bác đang xem truyền hình đó. Con xin sẽ che chở và đùm bọc cho em. Rồi sẵn đây con xin cho em. Cho con hôn em một cái ạ. Cho anh hôn một cái nhé anh. Rất nhẹ nhàng thưa quý vị. Hồi hộp không? Hồi hộp ha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất.
Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20S2, mặt kính hơi gần đất, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ, điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Nào, về Hà Tĩnh người ơi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ Hồng Vân và Quỳnh Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Em có thích sở thích đọc sách, đọc sách cái sách về phát triển bản thân. Một ngày đi làm cái công việc đó mệt thì cũng hút khoảng đâu có thuốc rồi. Rồi nó... làm mệt mà hút thuốc nữa. Có thể bạn gái nhấn nút hẹn hò em cũng bỏ luôn. Rồi. Em thích nội trợ, nấu ăn, làm bánh. Khi mà anh gặp một người chân thành thì anh có thể quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh có thể làm việc. Dạ, tại vì em có thể lo được về việc về gia đình, về nội trợ. Còn những công việc mà thêm về tháo vát những việc ở bên ngoài, xã hội hay là những cái việc gì to lớn thì mong chờ anh đàn ông. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Khỏe không? Khỏe ha? Tinh thần thế nào? Rất là cảm thấy rất là thoải mái. Thoải mái. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta vào việc nha. Dạ. À, bên kia là cô gái. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho cô gái đó nghe mình đến từ đâu. Nào. Là lần đầu tiên xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh. Chào em gái bên cạnh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em là tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Tiền. Năm nay em 33 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk và hiện tại công việc bây giờ là em đang là nông dân trồng cà phê và hồ tiêu. À, tại Đắk Lắk. Tiền trồng nhiều không? Nhà em làm được 3 hecta. 3 hecta cà phê. Dạ. Quá dữ luôn. Bây giờ mình giới thiệu đi cưng. Chào chị Hồng Vân và chào anh Quỳnh Linh. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Xuân Lan. Năm nay em 35 tuổi. Ừ. Hiện tại em sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại công việc của em là đang là quản lý thương mại điện tử của một resort ở Nha Trang. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay là em làm ngoài Nha Trang? À, dạ, làm ở thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng đại diện ở đây ạ. Có đi Đắk Lắk lần nào chưa em gái? Dạ, cũng nhiều ạ. Nhiều lần rồi hả? Dạ. Bữa nào lên ghé mấy hectare cà phê với hồ tiêu tôi chơi nha. Không chừng, đỡ có suy nghĩ làm cái resort ở trển không chừng. Chi nhánh, một chi nhánh của Nha Trang nữa. Em trai cho biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là một người hòa đồng vui vẻ. Ừ. Đam mê thể thao, nhất là thể thao, đọc bóng đá. Ừ. Chơi bóng đá thì hàng ngày gần cái khu vực nhà em, anh em tập trung lại giao lưu với bóng đá với nhau ấy. Rồi, một thể thao tốt hả? Một thể thao thích. Thứ hai là em có thích sở thích đọc sách. Đọc sách, những cái sách về phát triển bản thân. Hay quá. Với lại em có một cái khả năng cũng thích yêu ca hát. Thói quen xấu là hút thuốc ấy. Với lại em, nhiều không? Dạ cũng hút. Một ngày đi làm cái công việc đó mệt thì cũng hút khoảng đâu có thuốc rồi. Tại vì trời, làm mệt mà hút thuốc nữa. Thì tại vì em thấy đây là cái thói quen xấu rồi cũng thì hôm mà hôm nay có thể bạn gái nhấn nút hẹn hò em cũng bỏ luôn. Rồi, đó là động lực ha. Mình nói một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. À dạ, ưu điểm của em thì nói chung là trong công việc thì em luôn là hòa đồng vui vẻ. Em thích nội trợ, nấu ăn, làm bánh. Còn khuyết điểm thì có thể là do em trách nhiệm quá, em hơi cẩn thận quá nên là làm việc nó cũng hơi chậm một xíu, nhưng mà chậm mà chắc đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chuyện tình yêu của mình như thế nào? Tình trường của em thì em mới trải qua 2 mối tình thôi. 2 mối tình. Cái mối tình gần đây nhất là em đã chia tay bao lâu rồi? À, dạ cũng phải 6-7 năm rồi. 6-7 năm hả? Dạ. Chia tay là vì lý do gì? À, mối tình đầu thì thời sinh viên thì có thể là mình sinh viên mình chạy còn châu trẻ thôi, mình bỏ qua. Dạ. Đi mối tình thứ gì đi. Sau đó thì do là người ta công tác ở Côn Đảo. Ừ. Thì em cũng định là ra ngoài Côn Đảo cũng có resort mình cũng có thể sống và làm việc được, nhưng mà sau đó người ta lại đổi đơn vị về chỗ khác. Mà đi âm thầm lặng lẽ. Bây giờ mình bỏ qua quá khứ đi, mình hướng tới tương lai đi em à. Dạ. Nhà trai, đường tình duyên sao kể sơ sơ cho nhà gái nghe đi. Cũng chia sẻ với anh Quỳnh Linh với bạn gái là em cũng trải qua nó mà chính thức là 2 mối tình. Cái mối tình đầu tiên thì em đang làm việc ở Sài Gòn, cô gái muốn em ra Đà Nẵng làm việc cùng. Thì lúc đấy em đang đam mê cái công việc tàu thủy của em, vận hành sửa chữa máy. Cho nên em không thể ra Đà Nẵng làm việc cùng với cô đấy. Thì một thời gian sau thì cô đấy cũng báo tin là cô ấy lập gia đình. Đúng rồi, con gái người ta mà. Dạ. Mình không chăm sóc, không quan tâm, không có ở gần người ta thì ta phải chọn cách khác thôi. Dạ. Không trách họ. Mối tình thứ hai sao? Mối tình thứ hai thì em thì là người chân thành, em muốn đặt vấn đề với cô đấy là tiến tới với em xa hơn.
thời gian sau bạn không nhắn tin, không chia sẻ nhiều nữa. Nói chung là không có duyên nợ. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Đến cái tầm tuổi này em cảm nhận đấy, mình cũng tuổi chín chắn rồi. Em cần một cô gái có thể cùng em có sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ và biết nhường nhịn lẫn nhau. Được không bà mối? Chào em. Dạ chào cô. Tiêu chí gì được không? Ai cũng phải mong muốn có một người bạn gái như vậy hết trơn á. Nhưng bây giờ là hỏi Cưng nè, Cưng có ngại về vấn đề là mình thua bạn gái mình 2 tuổi không? Tuổi tác có nghe con nghĩ không thành vấn đề. Rồi bây giờ Cưng có một cái tiêu chuẩn nào của cái người bạn gái mình không? Cao tầm khoảng từ 1m5 đến khoảng 1m6. Vì một cái ngoại hình không quan trọng lắm. Tốn gỗ, tốn nước sơn nữa. Được không? Ông thấy tôi làm sao? Thấy hơi bự. Ý... Thì đó, thì tôi bự nhưng mà tôi có duyên không? Duyên. Tôi bự mà tôi giỏi giang không? Giỏi. Đúng không? Thì nếu mà ông mà là con trai, ông có bấm chọn tôi không? Ông mà là con trai, ông có bấm chọn tôi không? Bấm. Đó. Bấm. Đó. Thì đó, ở đây cô muốn nói là chứng minh cái lời của Cưng á, là ngoại hình không là cái gì cả, vấn đề là cái bên trong. Con nghĩ cô Hồng Vân, cái tuổi thanh xuân của cô tuyệt vời. Cũng phải rất là nhiều người phải theo đuổi cô ấy. Ôi, nhiều có Quyền Linh luôn mà. Wow. Càng múp míp càng dễ thương. Trời ơi, giá trị của múp míp tôi nói cho ông biết. Vậy đó. Ông chưa biết mà thôi. Cho tôi xem Quyền mặt nhà bí lắm. Đáng yêu không? Khuôn mặt cực kỳ dễ thương luôn. Dễ thương. Giỏi giang. Mặt nét ha. Thủy chung. Mặt rất là xinh đó, ấn tượng luôn, mặt đẹp á. Mình có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Người đàn ông thì thiên về những công việc ở bên ngoài. Tại em thì thiên về gia đình nội trợ. Rồi. Dạ. Bây giờ Cưng có thích cái người đàn ông mà làm nông không? Dạ, mới lần đầu. Lần đầu đúng không? Cưng nhìn cũng có tưởng tượng đây là cái người đàn ông mà trồng trọt. Không ai nghĩ nông dân đâu. Không có ai nghĩ đây là kỹ sư trồng trọt. Nông dân hơn ảnh nữa. Ngộ lắm. Cái người nông dân. Bữa nay đi kiếm vợ khác. Mang dài xịn hơn tôi luôn. Nhưng mà bạn này á, bạn này nhìn bạn này giống như là công tử vậy. Đúng đó rồi. Đó, ý là vậy đó, hiểu nông không? Nông dân thời 4.0 nó khác với nông dân ngày xưa. Bây giờ này em gái đi với ai? Dạ, đi với gia đình với lại đồng nghiệp. Dạ, có ba mẹ. Có ba mẹ. Rồi, xin chào cô chú. Dạ, thực lòng mà nói là như thế này. Còn bằng cái cảm nhận từ cái đáy lòng của mình, bằng cái cảm nhận thì tự mình là mình chọn cái quyết định đó. Thế thì còn cái về cháu trai thì thấy cháu cũng dễ mến, tôi cũng không có cái sự phân biệt gì về ở đây là nghề nghiệp hay gì cả. Cái chính là ở với nhau có hạnh phúc hay không thôi. Chứ làm những cái địa vị này nọ cao sang nhưng mà đôi khi không có hạnh phúc thì cũng không phải ạ. Vâng, đúng thế. Vâng. Gia đình nó phải là hai bên nó yêu thương thực sự. Đúng đấy rồi. Là cái quan điểm của tôi đang nói. Cảm ơn mẹ. Hạnh phúc. Còn dạ. Nghề nghiệp vâng. Nào không quan trọng. Vâng. Đúng rồi. Mẹ quá hay luôn. Vâng. Dạ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bác. Cảm ơn cô. Thế rồi mình đi với ai nào? Hôm nay con đi với em họ con. Thì hôm nay đến với chương trình thì em thấy bạn gái cũng là dễ thương và nhìn thì cũng tươi ạ. Nhiều khi chênh lệch về tuổi tác hay là về cái công việc thì cũng không quan trọng. Nên để mong sao hai anh chị gặp nhau cảm thấy hợp thì mình ấn nút hẹn hò cho nhau. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn Cưng. Một cái băn khoăn nho nhỏ là hiện nay tiền ở Đắk Lắk không thuận lợi trong tình yêu. Hồi nãy em có nói là hồi đó em ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Em có cái thời gian 6 năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Em làm bên sửa chữa vận hành máy tàu thủy đấy. Bây giờ có thể nào khi nào em nghĩ là em có thể chuyển tiếp tục là đến thành phố Hồ Chí Minh không? Thì em nghĩ là khi mà em mà quen được một cô gái nào cái tình yêu lớn, đủ lớn thì em có thể quay lại Sài Gòn tìm một cái công việc gì đó, dành thời gian để tìm hiểu bạn gái. Trong sau đó thì có thể là khi mà tiến xa hơn thì có một cái định hướng vững chắc về nghề nghiệp để mang lại cái sự niềm tin cho cô gái đấy. Hai người có đủ niềm tin thì con nghĩ là sẽ... Đó là ý kiến chàng trai có thể trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mở rào đi. Ok. Rồi, mở rào. Bây giờ mình lựa chọn quan điểm nào tốt nhất thôi ha. Bắt đầu đi tiền. Không gian này là của em đó. Chào em, anh có một quà gửi tặng nữa nha. Dạ, cà phê, anh là Long Gân cần cà phê nữa, anh gửi tặng em hạt cà phê. Dạ em cũng ly có cà phê quà. Băng mê. Đây là bánh tự làm ạ. Mong là anh thích đồ ngọt. Dạ. Anh rất thích đồ ngọt đấy. À dạ vâng. Em có thể muốn thay đổi một cái môi trường công việc, ví dụ trồng cây không? À trồng cây thì không ạ, nhưng mà ví dụ như lên Đắk Lắk ở và làm khách sạn
ở Đắk Lắk được. Wow. Dạ, tại vì mình làm là về bên khách sạn du lịch, cho nên là hễ thành phố nào có địa điểm du lịch, có khách sạn là có thể sống và làm việc được. Đắk Lắk giờ cũng là trung tâm du lịch dạ, đó. Dạ đúng rồi. Khi mà anh gặp một người chân thành thì anh có thể quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, có thể làm việc, kiếm một cái, tìm một cái công việc nó phù hợp với cái sở trường, năng lực của mình. Em muốn là người đàn ông tháo vát công việc bên ngoài. Dạ, tại vì em có thể là lo được về việc về gia đình, về nội trợ. Còn những công việc mà thiên về tháo vát những việc ở bên ngoài, xã hội hay là những cái việc gì to lớn thì mong chờ người đàn ông. Thế là bạn là hoàn toàn là người phụ nữ của gia đình, bạn chấp nhận bạn đứng ở hậu phương. Tuổi mình cũng bắt đầu có thể dựng vợ gả chồng rồi đó. Bây giờ thử hai bạn bàn với nhau đi, trong thời gian bao lâu ta có thể làm điều đó? Nếu mà hướng tới tương lai gần thì có thể cuối năm nay chẳng hạn. Cái thời điểm của anh hơi khớp với em ấy. Đấy, cuối năm phát xong rồi là sinh con luôn. Hy vọng là như thế. Hẹn nhau cuối năm nha. Anh có thể xin phép cô bác cầm tay em hát. Đúng rồi đó. Dạ, mạnh mẽ như thế. Cầm hai tay. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Cầm hai tay luôn. Để mình nhìn đối diện luôn đó. Anh xa em chẳng cũng chợt lẻ loi thân thờ, biển vẫn thấy mênh dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói mà sao núi phai mòn, em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tim. Sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến, dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em. Quá tình cảm. Hãy nói tận đáy lòng của mình về người đối diện em gái. Em cứ nhìn thẳng vào mắt anh, em cứ tự tin em chia sẻ theo cái cách cảm nhận của em đi. Thấy nông dân 4.0 chưa? Dạ, đâu có nông dân. Anh nông dân thật mà. Vậy trai sạn cầm tay em đến nãy giờ mà không cảm nhận được. Dạ. Em chỉ có muốn nói là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Wow, anh. Thế mà anh hy vọng là hôm nay cái tình cảm của em sẽ đủ lớn dành với anh. Bấm nút hẹn hò cùng anh. Anh nghĩ là anh đâu cần hút thuốc nữa. Gặp em cần gì hút thuốc đó, tức là anh em bấm phát anh bỏ. Anh bỏ luôn, anh bỏ ngay đó. Lập tức. Tại vì anh nghĩ là cái con người của anh là giữ chữ chín rất là tốt. Nói được là anh sẽ làm được ấy. Dạ. Chúng ta về vị trí đi. Về vị trí đi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Để tao nút bấm đi em trai, bên tay trái. Tay trái, đúng rồi. Thôi, hãy nhắm mắt lại, kiểm tra 30 giây con tim mình nó có rung động hay chưa. Rồi. Chuẩn bị. 1 2 3 3 Trời ơi, bấm đồng điệu luôn mới ghê chứ. Chúc mừng, vui, chúc vui, mừng vui. Chúc mừng anh trai, chúc mừng anh gái. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay. Không phải bắt tay mà là không phải nắm tay thế nữa. Đang vô nè. Đó, nè, đúng nè. Rồi đó. Đó. Con hy vọng là hai bác có thể cho con cơ hội tìm hiểu nhau. Bây giờ mình xin phép cha mẹ cho hôn má bạn gái cái đi nè. Em đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng chưa gớm? Làm như là đi thi game ấy. Không, ý là hỏi bạn gái con muốn để cho em cứ tự tin lên. Tại vì sờ vào tay mát lắm, con nghĩ là hôn má sẽ rất là mát. Dạ, tuyệt vời. Phong thấp. Con cứ... đó. Xin tặng em một nụ hôn được không? Wow. Xin em một nụ hôn, tặng em một nụ hôn. Rồi, chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình gửi tặng các bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất.
Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20S2, mặt kính Hagen Đức, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ. Điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Rồi, này về pha cà phê, uống rồi ăn cái bánh ngọt nha. Dạ. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn anh và cô. Thôi, xin mời các bạn. Cảm ơn hai đứa đã đến đây. Tuyệt vời. Mỗi ngày trôi qua rất nhanh, chúng tôi chỉ cần nghe thấy, nhìn thấy hạnh phúc là đủ lắm rồi. Đó là những năng lượng tuyệt vời nhất để chúng tôi có thể tiếp tục chương trình Bạn Mối Hẹn Hò để kết nối những cặp đôi đang đi tìm một nửa mảnh ghép của mình. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý khán giả tải và cài đặt ứng dụng NetClub để xem được chương trình sớm và đầy đủ nhất. Cảm ơn nhà hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bên đây trái. 2 nè. 3. Hết thời gian. Chúng ta đã bấm nút. Chúc mừng các bạn. Nào, hãy nắm tay nhau đi. Đấy. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Đẹp đôi lắm đó. Lúc lên đó thì chưa có rung, bây giờ ra ngoài là rung hơn. Ở trên đó thì hình như ảnh nói ảnh không hút thuốc. Không hút thuốc cũng tốt. Nói chung là người nghe bảo sống lành mạnh đó. Còn có nhậu không nhỉ? Nhậu cũng được nhưng mà mình biết anh em bạn bè. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt rồi. Em gái thì em cũng nhậu được á. Nhậu em là giống như anh sẽ đẹp với em. Em sợ anh thấy gái nhậu quá bỏ của cho lấy người. Bỏ của cho lấy người. Cho anh mượn cái tay của em được không ạ? Thì có cam, có quất, có đào mà có thêm em nữa thì ngọt ngào cả lắm. Thấy chưa? Theo anh về Hà Tĩnh đi em, tuy có xa chứ em sẽ nhớ. Nghe mênh mang thiên cầm êm sông vỗ, giang tay chào cửa xót reo vui. Đi bên nhau giá xuân thành xuân hải xôn xao. Xanh mây trời dòng nước sông là, trong tiếng ca gió xuân hướng tịch. Lao sao vi vu đổi thông gió hạt, trên du thuyền trai tiểu nên thơ. Chưa biết cú đơ là chưa về Hà Tĩnh. Cú đơ là chưa về Hà Tĩnh. Mà tay em mềm mại quá hả? Anh cho một nằm ấm một buông luôn. Em thấy cái cảm xúc của em ở trên chương trình nó hồi hộp, cho ra ngoài em thấy em nói chuyện với bạn gái dễ hơn mà ấy. Nói chung là cảm thấy thân thiện hơn. Trên chương trình em giống như kiểu nó hồi hộp quá. Em nghĩ là bọn em sẽ gặp nhau ở nhiều ngoài nhiều hơn. Nói chung là cà phê cà pháo này hay đi gặp nhau nhiều hơn để có những khoảng thời gian hiểu nhau thì cùng trải nghiệm, giống như cùng đi chơi này, cùng đi đây đi đó, do có anh có em. Em thì em nghĩ em nên đi xem phim. Bây giờ đi đâu cũng quá nhỉ. Nhậu thì cũng thích, nhưng mà nó nhậu có tiếng nhậu thôi, chứ còn chủ yếu là phá màu. Chủ yếu là phá màu. Phá màu. Nói chung là mình biết nhậu, nhưng mình nhậu vừa có đường mình về, chứ không phải là nhậu bê bết mà say không biết gì. Cho nên là từ trước giờ chưa bao giờ mà say mà không biết gì. Cho nên là không biết uống bao nhiêu hết trơn á. Với lại anh cũng không có nghiền, anh chủ yếu là uống cho có phong trào với bạn bè anh em ấy. Mình ở đâu mà công ty có tiệc cùng, chắc bữa luôn là em đi nhậu chứ không đúng. Rồi bữa đó khỏi gặp đi. Thì em mà để có mùi bia thì nó mùi ở em chứ đâu phải mùi ở anh đâu. Anh chỉ sợ là anh cái hơi thở của anh mới anh trốn khỏi ở bên cạnh em là đúng rồi. Cái hơi thở của anh nó mới anh mới cảm nhận được thôi. Thế còn người khác uống thì anh giống như là cảm thấy mùi thơm mà nó có mùi men. Cảm thấy mùi thơm mà nó có mùi men. Mà.
chương trình thì cứ tưởng là sẽ giới thiệu người lớn tuổi hơn. Tại vì thấy cách hỏi, cứ hỏi là có một đời con như thế nào, có được hay không, thì cứ nghĩ là sẽ giới thiệu người lớn tuổi hơn. Nhưng mà sau chương trình thì mới biết là còn trẻ hơn. Em ơi, em là cái thứ mà chị thích nhất nè. Tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Tiền, năm nay em 33 tuổi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Xuân Lan, năm nay em 35 tuổi. Cũng nhìn thì cũng xinh xinh, không đến nỗi trên lạc á. Hồi xưa mình cũng đã từng quen những người ở tỉnh rồi, cho nên là cũng không có ngại. Chỉ là có cơ hội để mà gặp nhau nhiều hơn thì tốt. Ta nói được làm được thì tốt. Anh có một cái cảm xúc rất thích như kiểu cái mẫu người. Còn nó rất chi là khỏe mạnh. Có cả cảm giác thích giống như kiểu hình mẫu như cô Hồng Vân, mở ra thấy cô Hồng Vân rất dễ thương, mà cái bạn nữ nhìn khi mà anh nhìn thẳng vào mắt cô ấy thì anh mới thấy được cái sự cái nét đẹp tâm hồn cô đấy. Người đẹp nhất đó my girl, thật sự đẹp nhất my girl. Anh nhiều khi lúc với anh bây giờ thật sự là cái khả năng mà cửa đó một cô gái của anh nó tệ lắm, nó giả thôi, nhưng mà hôm nay gặp một cô bạn gái nó hồi hộp quá, và không biết chia sẻ cảm xúc cảm nhận nó rất là hồi hộp. Hy vọng là có thể sẽ quen được cô ấy, tìm hiểu cô ấy được lâu hơn, tiến tới hôn nhân nữa. Hay là mình là mình cưới nhau đi, hay là mình là mình cưới nhau đi. Tim đập khủng khiếp luôn, tăng tốc. Thì cứ cho nhau cơ hội thử thôi, cứ tìm hiểu thì biết đâu hợp. Tức là trong một thời gian ngắn thì có thể là chưa thể nào mà phát hiện ra được những cái chung. Đúng là trong không giống như là nhân hợp nữa. Em có thể muốn thay đổi một cái môi trường công việc, ví dụ trồng cây không? À, trồng cây thì không ạ. Nhưng mà ví dụ như lên Đắk Lắk ở và làm khách sạn ở Đắk Lắk được. Wow. Dạ. Khi mà anh gặp một người chân thành thì anh có thể quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, có thể làm việc, kiếm một cái, tìm một cái công việc nó phù hợp với cái sở trường, năng lực của mình. Có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, vui vẻ, dễ bắt chuyện với mọi người. Còn điểm yếu của con là ăn nhiều mà không lớn. Lý tưởng con giống Hà Anh Tuấn, chồng quốc dân của con. Con có mê Hà Anh Tuấn không? Con thì không hay nghe nhạc mấy. Con thì muốn một người yêu thấp hơn con cỡ tầm 1m55 đến 1m6 ạ. Tóc dài xíu, tính cách thì dễ thương và kiểu không có kiểu công giống công chúa quá. Ưu điểm của em thì em thích thì giao lưu bạn bè, thích chơi hoa lan, tham gia mấy cái hội hoa lan, thích nấu ăn, thích đi du lịch, chụp ảnh. Còn khuyết điểm của em thì rất là thời gian em đi hẹn bạn bè có thể đi lại trễ. Giờ ghê quên hả? Sự thì em có gia đình rồi ạ, nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ạ. Dạ, em có một cháu gái là năm nay học lớp 3, là em nuôi từ lúc 3 tuổi rưỡi. Bạn đời của em thì ngoại hình không quan trọng, chủ yếu là tính cách ạ. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.